Ok xong rồi, chào mừng đã quay trở lại với thế giới Minecraft của mình. Và mình là Thắng Đẹp Trai. Các bạn ơi, hôm nay đang tìm thấy một cái ngôi làng. Mà phải nói cái ngôi làng này cực kỳ là nhỏ bé và ít dân luôn. Đây nè, Thắng đếm cho tất cả các bạn xem nha. Bên này có một ngôi nhà, hai ngôi nhà. Và cái ngôi nhà đá, cái ngôi nhà thờ kia là ba ngôi nhà. Thì bên này 4 nè, 5 nha. Đây nữa vẫn còn có 6 ngôi nhà, thì bên này có 3 ngôi nhà các bạn ơi. Đó, mỗi bên có 3 ngôi nhà thôi. Bình thường ấy, một ngôi làng là có từ 8 đến là 9 ngôi nhà hay là 10 ngôi nhà. Nhưng mà ở cái ngôi làng này đã ít nhà là còn thưa nữa. Các bạn nhìn đây nè, trời ơi, nhìn nghèo làn chán thực sự luôn. Thắng nhìn Thắng không có buồn ở đây nữa đâu. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn đừng có để bị cái vẻ bề ngoài nó che mắt nha. Nhìn cái ngôi làng này như thế này thôi. Bây giờ Thắng nói cho tất cả biết cái lý do mà tìm tới cái ngôi làng này nè, là bởi vì ở cái ngôi làng này có những cái hồ ao sông suối nước thần nha. Bây giờ nha, cứ làm một cái con thuyền gỗ bơi 10 block là sẽ có những cái khối kim cương hay ngọc lục bảo, hay là nói chung là tất cả các đồ VIP nó rơi ra. Bây giờ là ta sẽ phải đi làm theo cái lời đồn đó để xem có đúng như người ta đồn không nha các bạn ơi. Rồi, bây giờ là ta sẽ đi làm một con thuyền này các bạn ơi, ta sẽ chặt gỗ. Vì là Thắng suốt ngày chuyển làng ấy, nên là Thắng không có cái đồ vật gì dự trữ cả. Gỗ cái này nó không có hay là sắt. Nói chung là cứ tới cái ngôi làng làm là Thắng sẽ làm dương chế tạo, rồi Thắng sẽ bắt đầu chặt gỗ như kiểu là sinh tồn ngày đầu luôn ấy. Rồi, bây giờ đủ gỗ nha. Thắng là Thắng sẽ làm ra một cái quả thuyền, không biết nhà của ông nào đây, nên Thắng sẽ ở nhờ nhà của ông này. Ok, mà cái công thức chế tạo thuyền như nào ta quên mất tiêu rồi. À đây rồi, chà ơi, mình chế tạo bừa thôi mà nó cũng ra thuyền luôn các bạn ạ. À. Rồi, bây giờ là ta sẽ đi tìm một cái con sông ở ngay cạnh đây nha. Một con sông hay là một con sông, chỗ nào bất kỳ, miễn là có nước. Đó, miễn là bơi được cách xa 10 block là ta sẽ bơi các bạn ơi. Để xem là có ra những cái vật phẩm VIP không ta. Ôi lúc ấy thì mình thấy ngắm như trước mặt này có một con sông này các bạn này. Đó, đây nè, ôi giọt, ôi. Con sông này thì nghe có vẻ cũng không được to tát cho lắm. Bơi xem nào các bạn này. Ok, rồi. Bây giờ là sẽ bơi xem nha. Có vật phẩm gì nó xảy ra không, rơi ra không các bạn ơi. Trời ơi, sao chả thấy có gì xảy ra ta. Ồ, như các bạn nhỉ, chả thấy cái vật phẩm gì nó xảy ra cả. Hình như là người ta lừa mình rồi. Đúng là nghe mấy cái lời đồn là không bao giờ nó thành sự thật đâu các bạn ạ. Hay là Thắng sẽ đi sang cái bên này đi. Đấy, cái con sông này nó dài hơn, to hơn này. Ok. Đó, bơi đấy các bạn ơi, được rồi, bây giờ xem nào, Thắng sẽ bơi thật xa xem có bị rơi cái gì ra không nha. Có rơi mấy cái bờ lóc về vàng bạc kim cương châu báu. Ôi rồi, không ra luôn các bạn ơi, chẳng ra một cái quái quỷ gì luôn nè. Rõ ràng mình bơi 10 bờ lóc rồi mà không thấy rơi ra cái gì. Được rồi, bây giờ Thắng sẽ thử cách thứ hai, đó là Thắng sẽ làm cái cần câu để đánh câu xem là có câu ra kim cương hay ngọc lục bảo hay là vật phẩm gì không nha các bạn nha. Ok, gỗ là có rồi, bây giờ là Thắng thiếu mấy cái tơ nhện thôi. Mà không biết mấy con nhện nó có bơi bơi ở chỗ này không, mà chắc thấy con nào bơi luôn các bạn ơi. Bình thường là bọn nó ở bên ngày mà nó hay bơi lắm, nhưng hôm nay không thấy con nào luôn. Wow, bạn ơi, trên này có bao nhiêu hoa hướng dương luôn này, nó cứ hướng về phía mặt trời. Ơ, cái quái quỷ gì xảy ra đây vậy? Ơ, mặt trời đâu rồi? Mặt trời ở hướng này mà hoa hướng dương nó nhìn về bên này thì mặt trời nó phải ở bên này. À các bạn ơi, trời, ố, Thắng cứ tưởng trời nó sắp tối rồi cơ, hóa ra là mặt trời nó ở đầu này này các bạn này. Mặt trời nó đằng sau đánh nhau, hoa hướng dương này nó phải hướng về đầu này chứ sao bây giờ bọn nó cứ hướng hết về đầu này ta. Hình như là có cái chuyện gì nó xảy ra với cái nơi ở này vậy các bạn ơi. Ơi, mấy cái cây này đang phá ra. Ủ, đây này, trông lại nhá. Đó, trồng lại nhưng mà nó vẫn không hướng về đầu kia. Hay là phải bây giờ ban ngày thì nó mới hướng về mặt trời sao ấy. Còn bây giờ mặt trời lọ đằng sau kia rồi. Mà thôi đi, đằng nào trời cũng tối rồi, đi tìm lướt mấy con nhện phát. Ủa mà đang đói này các bạn này. Từ ui, chào buổi sáng tất cả các bạn nha. Do là Thắng không có bồn rửa mặt, hay là Thắng cũng không có nhà tắm, hay là Thắng cũng không có nhà vệ sinh, nên là Thắng không thể oánh răng rồi đi vệ sinh cho các bạn xem được. Nên là sẽ chế tạo luôn cái cần câu đây các bạn ơi. Trời ơi, mà mình chơi Minecraft lâu lắm rồi mà chưa có xây cái nhà vệ sinh nữa. Rồi thôi, không than nhiều nữa, bây giờ là Thắng sẽ chế tạo ra một cái cần câu bình thường thôi, để xem nào câu nó có ra những cái vật phẩm VIP không các bạn nha. Rồi bây giờ làm cần câu này, sợi chỉ thì cũng có đủ sợi chỉ rồi. Ok, có một cái cần câu nha. Rồi bây giờ là Thắng sẽ lại ra cái hồ nước thần đó. Ủa mà đã lấy được cái gì vật phẩm VIP ở cái hồ đấy đâu mà gọi là hồ nước thần các bạn nha. À, Thắng sẽ đứng đỉnh cái cây là Thắng câu cá các bạn xem. Wow, sợi dây của cần câu bây giờ trắng tinh trong vắt luôn này. Ông mới thả xuống có bao nhiêu bóng bóng luôn các bạn ơi. Chưa thấy con cá đấy.
đây nè. Wow, trời ơi, các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy màn hình máy tính nó hiện lên cái gì không? Và các bạn có nhìn thấy vừa câu cái gì không? Wow, Thắng vừa câu được một viên kim cương này các bạn nè. Cho các bạn nhìn kỹ tay của Thắng mà xem. Wow, một viên kim cương. Trời ơi, nhanh tay lên nào. Vậy là lời đồn nó đã trở thành sự thật rồi các bạn nha. Ha 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 ha. Thắng lại tiếp tục câu nữa. Trời ơi, cá nó không cắn câu mà là những cái viên kim cương nó cắn câu. Lâu quá, lâu quá, lâu quá. Biết thế này mình sẽ đi phù phép nâng cấp cái cần câu lên các bạn ơi, để câu cá nó nhanh hơn. Nhưng mà không cần, đằng nào mình vẫn câu được cái vật phẩm VIP mà. Sao cái chỗ này cá nó mãi nó chưa cắn câu ta? Ui, nhiều bong bóng quá rồi. Cắn nè, cắn nè, em ơi, cắn nè, nào, nào. Wait, wait, gì các bạn nhỉ? Các bạn nhìn cậu. Úi giời ơi, lại câu được thêm một cái viên kim cương nữa các bạn nhìn nè. Hai viên kim cương rồi các bạn ơi. Hay là bây giờ ta sẽ chuyển hồ đi. Ui, đã. Ui, đòi. Ui, cái quả thuyền của mình đâu ta? Ui, cái quả thuyền của mình bắt đầu. Ui, các bạn ơi nhìn nè, ở bên dưới này có một cái rương này các bạn nè. Ui, ngập mình. Đây, đây nè, có một cái rương. Wow, có một cái ngôi sao này, thờ một quyển sách và một cái thanh kiếm sắt được. Ok, thôi thì thằng sẽ xem sau. Bây giờ thằng phải test xem là cái hồ bơi cây. À quên mất, ở đây là chỉ có hồ bơi. Thằng sẽ test xem là cái con sông bên kia các bạn ơi. Test xem cái con sông bên kia có câu được ra cái vật phẩm kim cương không ta. Rồi ôi, mình lại bị đói rồi, thôi làm một cái bánh vắt. Rồi, ủa các bạn ơi, hay nha. Vừa đi câu cá vừa ăn bánh xịn sò chưa? Quá là xịn luôn. Rồi, cần câu của mình. Ờ, dưới kia có mấy con cá, con mực kìa. Mình phải nhìn kỹ mới được. Đây, thằng phóng to như các bạn xem này. Đó, cá. Ui, con cá kia, mày đừng cần câu. Mày để kim cương cắn câu đi. Mày để kim cương cắn câu đi, chứ mày đừng có cắn câu của tao. Ui. Ui, trời ơi. Wow, được 3 viên kim cương bạn ơi. Câu cá được kim cương nè, sao không được cái vật phẩm khác à? 3 viên kim cương rồi. Chốt lại là câu cá thì được kim cương các bạn nha. Gọi là khuyên mãi đó. Gọi là vào hồ câu khuyên mãi câu, một con cá được tặng một viên kim cương. Kiểu như vậy đó các bạn ơi. Rồi let's go. Bây giờ là Thắng sẽ... À đúng rồi các bạn ơi, lúc nãy là có một quyển sách nè. Rồi Thắng sẽ đọc cái quyển sách này nha các bạn nha. Ok, let's go. Wow, phải chăng đây là một cái quyển sách thử thách nhỉ? Lém cây kim... Ui, nhầm nha. Lém cây kiếm sắt này xuống đất, rồi lém thêm ngôi sao Leather. Nếu bạn xứng đáng làm anh hùng thì cây kiếm này sẽ biến thành cây kiếm ma quỷ có sức mạnh đẳng cấp nhất thế giới. Ui, nhưng mà các bạn ơi, cái quyển sách này nó nói hơi bị trống không. Đương nhiên là phải có chủ ngữ vĩ ngũ đầy đủ chứ. Phải mới đầu là... Ví dụ như là bí kíp tán gái là bí kíp làm ra một cây kiếm thần kỳ gì đó. Ơ nhưng mà Thắng sẽ test xem là cái quyển sách này nó có bốc phét không nha các bạn nha. Rồi bây giờ Thắng sẽ tìm một cái chỗ nào lơi trong trống đáng test cái quyển sách này xem là các bạn nhỉ. À đây đây, đúng rồi, đi sang bên này này. Đây sang bên này trống này. Ok, Thắng là Thắng sẽ vứt đâu nhỉ, cây kiếm sắt này với cả một cái ngôi sao Leather này. Ồ mà có con zombie nữa ở đâu, nó cứ kêu sợ ơi là sợ các bạn ơi. Thôi vứt cây kiếm sắt này ra ngoài này. Và cách thứ hai, quên, bước thứ hai là vứt ngôi sao Leather ra ngoài. Wow, oh my god các bạn ơi. Wow, trời đất ơi, nó ra một cái quái quỷ gì đây nè. Ra một đống lửa, hình như trong đống lửa có một thanh kiếm đó các bạn ơi. Ui, có một thanh kiếm như kiểu ở trong phim luôn ấy. Thì cái thanh kiếm này, cái thanh kiếm này nó cắm xuống đất này và xung quanh nó có những cái quả đầu lâu. Đúng, thực sự là một thanh kiếm ma quỷ các bạn ạ. Từ Thắng dập lưới nhà này không là cháy rừng này. Bây giờ làm thế nào để cầm cái thanh kiếm? Wow, wow, Thắng đã cầm được cái thanh kiếm này lên rồi các bạn này. Đó xem nào, cái thanh kiếm này nhìn nó cũng bình thường mà, nó chỉ như là cái thanh kiếm được phù phép thôi. Nó có cái quái gì đặc biệt đâu ta các bạn nhở? Rồi thử lấy cái thanh kiếm này xem nào. Ok, bây giờ ta đi test cái thanh kiếm này xem là có cái gì đặc biệt nào. Để xem là nó có chặt được cỏ không ta. À, là vẫn chặt được cỏ các bạn ơi. Ồ, cái quái gì vậy? Ui, cậu ơi, Thắng cầm cái thanh kiếm này là Thắng bị đói này. Ui, trời ơi, hình như thanh kiếm này là thanh kiếm độc sao ấy. Thắng cầm phát lên là nó bị đói luôn các bạn ạ. Ui, từ ăn bánh, em ăn bánh. Ôi, vẫn đói.
Thế nào nhá, đây là bây giờ sẽ cầm lại cái thanh kiếm này xem nào, xem có bị đói không ta. Đó, cầm, ui thấy chưa bạn ơi, Thắng cầm cái thanh kiếm này lên là Thắng bị trúng độc nè. Thì ra cái thanh kiếm này là thanh kiếm ma quỷ đó, cái tên gọi của nó có khác. Cầm, ui không biết sức mạnh của nó như thế nào ta các bạn ơi. Từ trước khi Thắng bị đói thiệt mạng là Thắng sẽ test sang cái sức mạnh rồi. Trời ơi, nhưng mà bây giờ toàn mấy cái con cứu này chẳng nghe lại oánh. Thôi, bỏ cái thanh kiếm này ra đã các bạn ơi, không nên cầm cái thanh kiếm này. Được rồi, bây giờ Thắng phải về nhà, Thắng chuẩn bị cực kỳ là nhiều thức ăn thì Thắng mới sử dụng được cái thanh kiếm này các bạn. Ui nhanh nào, không biết trong rương của ông dân làng có đồ ăn không. Trời ơi, Thắng còn đúng 2 tim mà. Trời ơi, oh my god, oh my god các bạn ơi, có táo vàng. Nhanh, trời ơi. Ôi, may quá các bạn ơi, suýt nữa là Thắng mất mạng. May mà có 5 quả táo vàng, 6 quả táo vàng này không là Thắng sẽ bị mất mạng ngay. Trời ơi, mà bây giờ 6 quả táo vàng này thì cũng không đủ để Thắng sử dụng cái cây kiếm kia các bạn ơi. Không biết là có đủ còn 2 quả. Thôi xong các bạn ơi, chắc là phải tìm cần nhiều thức ăn hơn nữa. Rồi bây giờ là Thắng sẽ ra ruộng của ông dân làng này. Ôi, gì mà ông dân làng không có đến. À đây, may quá, ông dân làng trồng lúa kiểu gì mà ruộng lúa mãi không lớn. Lại còn nhìn cái gì ông làm ăn như thế à. Đến lúc mình cần này không có thức ăn. Có đời thôi, đi ra trước mặt nè. Đây nè, đập mấy cái khối rơm của mượn tạm. Mà công nhận cái ngôi làng này nghèo thật đấy các bạn ơi. Bây giờ là Thắng sẽ đi tìm một con quái vật nha các bạn nha. Một quái vật trong thế giới Minecraft đã test cái kiếm này xem nào. Nơi có nhiều quái vật nhất chính là địa ngục các bạn ạ. Bây giờ là Thắng đang run hết cả người đây. Đầu Thắng cầm mỗi một cái mũ kim cương, không có bộ giáp xuống đây, sợ lắm. Kiếm Thắng không dám cầm bởi vì cứ cầm kiếm phát là nó trúng độc lại. Thắng đói luôn. Bây giờ thấy quái vật thì Thắng mới bỏ kiếm ra các bạn ơi. Thôi nói chung là đùa thôi. Ở dưới này thì chỉ có mấy cái tên lợn thay ma, mấy cái con quỷ lửa thôi chứ. Ôi, cái con lợn kia, nói chung là đừng quánh con lợn nha. Con lợn kia nó yếu. Ôi trời ơi, bên này lava nó tung tóe luôn các bạn ơi. Nói chung là đừng đi bên này nguy hiểm dã man luôn này. Cả 4 đường đều có lava luôn, không biết là nó chảy ở đâu. Ôi, cái con gì đây các bạn ơi? Nè, ôi trời ơi, cái con này giống con cóc nha. Giống con cóc nha. Còn cái con bên này là cái con quái dị gì. Được rồi, đã có một tên rồi nhưng mà không biết sức mạnh của thế nào. Cái con lợn kia mày cút ra. Cái con lợn kia, ok. Đấu luôn các bạn ơi, nào sử dụng kiếm này luôn nha. Bọn này nó không quánh mình, chắc là nó sợ mình rồi. Cái con lợn này, cái... Úi giời ơi, tưởng gì cơ. Một phát, ôi. Đâu rồi, đây. Mày vô đây. Ô, các ơi, nó sợ, nó chạy nè, mày chạy à. Ủa, mồm nó bị làm sao. Ôi, nó chạy các bạn ơi. À, ủa, các ơi hình như, ui thôi xong rồi. Thôi, à, ui giời ơi. Ôi, nó mang giả mình cái thanh kiếm này các bạn này. Phải không ta? Phải không ta? Cái giả mình cái bánh mì này. Phải không ta? Đùa thôi, Thắng vừa uống nhau mà nó ở đây xong. Tại vì Thắng không có giáp này, Thắng thua các bạn ấy. Nó đấm một phát hỏng cái quả giáp mũ của mình luôn. Sợ thiệt sự luôn. Bây giờ nó chỉ loanh quanh ở đây thôi, Thắng đi tìm tiêu diệt nó phát. Cầm cái kiếm này bực mình quá. Uống nhau thì xịn nhưng mà toàn bị đói mà thiệt mạng thôi các bạn ạ. Bực mình thiệt sự luôn. Chờ, đây rồi anh em ơi. Wow, chạy quá. Mày nè, trời ơi, thanh kiếm này xịn xò đấy các bạn ơi. Đó, quánh một phát nhưng mà các bạn ơi, cứ cầm cái thanh kiếm này là bị đói dã man luôn. Nói chung cái thanh kiếm này phải gọi là cái thanh kiếm đói mới đúng, cầm vào là bị ám đói luôn. Mà thưa các bạn ơi, thì cái video của Thắng tới đây kết thúc với nhà. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau nha. À các bạn ơi, ra ngoài đường nhớ phải đeo khẩu trang các bạn nha.